Hello mọi người, là Chimmy đây. Hôm nay mọi người hãy cùng với Chimmy lên rừng xuống biển săn thú buổi sáng cũng như là buổi tối nha. Đảm bảo là sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ luôn. Trời ơi, bây giờ tôi hiểu sao là Phú Quốc đụng tâm mệnh ra là thành phố không ngủ rồi đó. Có thể gọi là nhỏ này mà ngủ tầm nửa tiếng nữa quay trở lại đây là coi như là mất chim luôn, không còn một con chim nào để xem luôn. Ngu lan chút nữa là mỗi năm người ta còn gặp được một lần, chứ còn như nhỏ này là nửa thập kỷ mới được quay trở lại bên bên Safari. Ôi mày đánh khúc mở cái lòng mày ra chỗ tao đó là nó vui. Gọi gì bà nội này, tự nhiên đang vui cái nhảy đây. Lo tối này gặp lại tao cho tao đi ăn cà gót giùm cái. Để khép lại tiết mục hình nạ thì hôm nay chứ mình sẽ dắt mọi người đi xem kiểu hàn nha. Là săn kiểu hèn đó má. Tao nói ha, mấy con mà hiền hiền như Hu Nai rồi này kia rồi đó là tao rỗi nè, đầy pin tao rỗi nè. Còn hả mà vừa gặp tê giác 2 tấn cái là y chang như D30 luôn, tắt đèn nín thinh. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi. Bạn sinh viên năm 2 đúng không? Bạn nhỏ này học khoai kiến trúc. Cái lưỡi của bạn nó bên lên cậu lưỡi đi nghe. Ôi xém xíu là quên rồi, chiều chứ mày có đi thêm cái VinWonder nữa. Trời ơi nó siêu đẹp luôn mọi người. Mê nhất là cái thủy cung luôn, kiểu không thể nào thể hiện được bằng lời nói luôn mà phải. Ở đây có ca, ở đây có xưa, ở đây chiều mô cũng đẹp giống nhau. Đó, mọi người nhìn đi, chỗ nào cũng đẹp. Thế cho nên là hãy nghe chim mì đến VinWonder với lại VinSafari chơi đi mấy má, vui dữ lắm hết.